Với thông điệp triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, 20 gian hàng được các mạnh thường quân và doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện, bày bán các mặt hàng quần áo, đồ dùng học tập và nông sản Đà Lạt đã thu hút nhiều người đến ủng hộ mua các sản phẩm. Toàn bộ số tiền thu về từ chương trình sẽ được các đơn vị trao lại cho Hội Chữ Thập Đỏ Lâm Đồng để gây quỹ với mục tiêu đạt được 100 triệu đồng để trao 25 chiếc xe đạp và 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Cũng tại chương trình gian hàng nhân ái, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường Khiếm Thính Lâm Đồng, trường Tiểu học Phan Như Thạch Đà Lạt và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng. Được biết, ngày 7 và 8 tháng 5 tới đây, chương trình gian hàng nhân ái sẽ tiếp tục được tổ chức tại trường Tiểu học Phan Như Thạch Đà Lạt.